Đa tài kết xù của Bill Gates Bill Gates hiện là tỷ phú giàu thứ hai trên thế giới. Nhà đồng sáng lập Microsoft có tài sản ước tính 104 tỷ đô la Mỹ, theo Bloomberg Billionaires Index, và chỉ bị vượt qua bởi giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, người có tài sản dòng hiện tại là 118 tỷ USD. Bill Gates giàu đến mức nếu một người Mỹ trung bình chi một đô la Mỹ để mua sắm thì cũng tương tự như Gates bỏ ra 1,06 triệu USD và đó là sau khi nhà đồng sáng lập Microsoft đã cho đi khoảng 27% giá trị tài sản dòng của mình để làm từ thiện trong suốt những năm qua. Nguyễn Nguyễn Theo Business Insider